Xin chào anh em nhé, hôm nay em giới thiệu với anh em hai mẫu Zozo rất mới đẹp vừa về bên shop em. Hai mẫu Zozo đình đám này lần này được thiết kế ốp gỗ toàn thân mặt trước rất là đẹp, anh em có thể thấy hai màu ốp gỗ, đây là màu gỗ nâu và đây là màu gỗ bạch đó. Họa tiết dập nổi hình chiếc đàn, toàn thân mạ đồng cổ rất là đẹp, rất kín xăng nhạy lửa nha anh em nhé, đó hoàn toàn chống gió. Hoàn toàn chống gió. Anh em có thể thấy rất nặng tay, dày dặn chắc chắn. Mẫu Zozo đình đám này thì đã quá nổi tiếng rồi, không còn bàn cãi gì nữa. Nhưng đợt này về được hai mẫu này, số lượng mỗi loại có 5 chiếc để cho anh em thôi. Thế nên anh em nào yêu thích thì nhanh tay để lại số điện thoại để bên em chốt đơn tư vấn cho anh em nhé. Đấy, anh em có thể thấy một mẫu cây đàn và mẫu này cũng là ốp gỗ, họa tiết rất đẹp. Rất sâu, họa tiết rất sâu. Đó. Âm thanh rất là to. Rất đẹp đúng không ạ? Tất cả những chiếc bật lửa này đều phun hộp sổ. Phun hộp sổ rất đẹp, rất sang trọng. Anh em có thể thấy. Và có hai mẫu này bên em về mỗi mẫu được 5 chiếc dành cho 5 anh em nào nhanh tay nhất thôi nhé. Đó, hai mẫu này bên em đang sale đồng giá là 350.000 một mẫu. 350k một mẫu, phí ship đến tận tay anh em nhận hàng kiểm tra rồi thanh toán.